Xin chào các bạn. Hôm nay trong chuyên mục sức khỏe, mình xin chia sẻ về công dụng của cây đậu rồng, một loại rau rất phổ biến ở Việt Nam. Đậu rồng là một trong số ít thực phẩm vô cùng đặc biệt, khi mà tất cả các bộ phận đều ăn được và góp phần cung cấp những dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể khỏe khoắn lên một cách thần kỳ. Chúng tôi sẽ tiết lộ ngay sau đây những công dụng tuyệt vời của loài cây này. Lá đậu rồng có thể ăn được như rau bina, hoa được dùng trộn trong các món salad, củ có thể ăn sống hoặc nấu chín. Hạt của loại đậu này được sử dụng tương tự như đậu tương. Thành phần dinh dưỡng của cây đậu rồng. Lá đậu rồng là một loại rau xanh, một nguồn chất xơ, vitamin C, vitamin A và khoáng chất tuyệt vời. Trong 100g lá đậu rồng tươi có chứa đến 45mg vitamin C, tương đương với 75% nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể và 8090 IU vitamin A. Quả đậu rồng non cũng là một trong những loại rau có lượng calo rất thấp, 100g đậu rồng chỉ chứa 49 calo. Hạt của loại thực vật này có đến 409 calo trong mỗi 100g và chứa hàm lượng protein tương đối cao, tương đương với protein có trong đậu nành. Lượng thiamin, vitamin B6, niacin, riboflavin và một số các vitamin B có chứa rất nhiều trong đậu rồng cũng như các loại đậu khác. Vì đậu rồng chứa rất nhiều dưỡng chất, cho nên nó có tác dụng rất tốt đối với cơ thể của chúng ta. Công dụng đầu tiên của đậu rồng đó là giúp ích trong việc giảm cân. Các loại đậu đều tốt cho sức khỏe và có hàm lượng calo thấp. Đậu rồng cũng không phải ngoại lệ. Nó chứa trong mình một lượng lớn chất xơ, giúp giảm cân một cách lành mạnh. Theo Bolsky, lượng chất xơ và calo dồi dào trong hạt đậu già giúp kéo dài cảm giác no bụng, do đó loại bỏ thói quen ăn vặt liên tục có thể dẫn đến việc tăng cân nhanh chóng. Công dụng thứ hai của đậu rồng đó là giúp phòng ngừa lão hóa sớm. Những chất chống oxy hóa tự nhiên trong đậu rồng giúp bảo vệ màng tế bào khỏi sự tấn công bởi các gốc tự do gây ra. Các loại vitamin A, vitamin C trong loại đậu này còn mang đến công dụng trong việc ngăn ngừa sự lão hóa sớm và bảo vệ làn da khỏi nếp nhăn do tác động gây nên bởi tuổi tác. Công dụng tiếp theo của đậu rồng đó là giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Như đã đề cập ở trên, đậu rồng rất giàu vitamin A và vitamin C. Tiêu thụ loại đậu này thường xuyên sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe và chống lại các bệnh truyền nhiễm gây hại cho cơ thể. Vitamin C trong đậu rồng cũng đóng vai trò như một lá chắn bảo vệ, tăng cường sức đề kháng, giúp phòng ngừa các chứng bệnh gây nên bởi thời tiết như ho, cảm cúm, sổ mũi rất hiệu quả. Công dụng tiếp theo, đậu rồng là một thực phẩm giúp ích cho phụ nữ mang thai. Đậu rồng là một nguồn folate phong phú. Ăn loại hạt này ở mức độ vừa phải trong thai kỳ sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho cả mẹ và bé.
ăn đậu rồng giúp hỗ trợ sinh nở khỏe mạnh, cùng với đó là tránh được sự xuất hiện của khuyết tật ống thần kinh ở trẻ sơ sinh. Không những vậy, hàm lượng folate, nguồn chất sắt dồi dào trong cây họ đậu này còn giúp giảm thiểu nguy cơ thiếu máu của mẹ và nhẹ cân ở trẻ. Công dụng thứ 5 của đậu rồng đó là giúp giảm viêm hiệu quả. Tình trạng viêm nhiễm có thể được giảm thiểu nhờ vào mangan trong các loại đậu. Đậu rồng có tác dụng làm giảm bong gân hoặc sưng nhờ các đặc tính chống oxy hóa ở loại quả này. Bên cạnh đó, đậu rồng còn giúp ích trong điều trị thiếu hụt superoxide dismutase, do vậy có lợi cho những bệnh nhân viêm khớp. Công dụng thứ 6 của đậu rồng đó là đậu rồng giúp tăng cường sức khỏe mắt. Theo các nhà khoa học, thiamin có trong các loại cây họ đậu giúp ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến thị lực. Sử dụng thường xuyên đậu rồng giúp ích trong phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ mắc phải các vấn đề về mắt như bệnh tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể. Thiamin còn có khả năng cải thiện tín hiệu cơ và thần kinh, là nhân tố quan trọng trong kết nối giữa mắt và não. Công dụng thứ 7 của đậu rồng đó là giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Các nhà khoa học cho rằng hỗn hợp vitamin D và canxi phối hợp với nhau sẽ giúp ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh tiểu đường bằng cách tối ưu hóa quá trình chuyển hóa glucose trong cơ thể. Đây là hai dưỡng chất ảnh hưởng trực tiếp đến các tế bào tuyến tụy, do đó ảnh hưởng đến việc tiết insulin và cân bằng lượng đường huyết trong cơ thể. Vậy nên, với lượng vitamin và dưỡng chất lớn, đậu rồng không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng mà nó còn giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường hiệu quả. Công dụng thứ 8 của đậu rồng đó là giúp bổ sung năng lượng. Phosphor có trong đậu rồng giúp cải thiện mức năng lượng của cơ thể. Bên cạnh đó, nó còn giúp xử lý các vấn đề như mệt mỏi, tê liệt và yếu cơ. Các loại đường khác nhau chẳng hạn như glucose, đường fructose, sucrose, lactose, galactose và maltose có chứa trong đậu rồng cũng chịu trách nhiệm trực tiếp trong quá trình này. Đậu rồng không chỉ giúp cải thiện mức năng lượng mà còn giúp duy trì năng lượng, tạo ra sức lực cho mọi hoạt động, học tập và làm việc của chúng ta. Công dụng thứ 9 của đậu rồng đó là đậu rồng giúp bù đắp sự thiếu hụt chất dinh dưỡng do chế độ ăn không lành mạnh gây ra. Thường xuyên sử dụng đậu rồng giúp bù đắp sự thiếu hụt chất dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta. Các cây họ đậu không chỉ chứa đầy các vitamin có lợi mà còn chứa rất nhiều các khoáng chất như canxi, sắt, đồng, phosphor, magie và mangan. Cho nên cái việc chúng ta thường xuyên sử dụng đậu rồng trong bữa ăn hàng ngày sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta đầy đủ dinh dưỡng và khỏe mạnh. Công dụng thứ 10 của đậu rồng đó là giúp giảm thiểu chứng đau đầu và đau nửa đầu. Tryptophan trong đậu rồng giúp giảm đi các cơn đau liên quan đến căng thẳng hay stress gây nên. Vì vậy, sử dụng thực phẩm này thường xuyên có thể giúp giảm đau đầu và đau nửa đầu. Nó hỗ trợ làm tăng quá trình tổng hợp serotonin, từ đó giúp giảm đau cũng như các triệu chứng liên quan như nhạy cảm với ánh sáng và khó tiêu.
Công dụng thứ 11, đậu rồng rất tốt cho xương khớp. Trong tất cả các loài thực vật họ hàng, đậu rồng có hàm lượng canxi cao nhất. Vậy nên ăn đậu rồng thường xuyên sẽ có tác dụng tốt cho xương của con người. Canxi giúp sản xuất, duy trì và tái tạo hệ thống xương, từ đó phòng chống loãng xương hiệu quả. Công dụng thứ 12, đó là đậu rồng giúp tăng cường sức đề kháng. Đậu rồng được đánh giá cao bởi hàm lượng vitamin C trong nó. Chính vì vậy, đậu rồng được xem như một loại thực phẩm có tác dụng trong xây dựng khả năng miễn dịch, tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại bệnh tật, duy trì độ đàn hồi của mạch máu và ngăn ngừa ung thư. Công dụng thứ 13 rất tuyệt vời của đậu rồng đó là có thể thay thế protein động vật. Cũng giống như các loại cây họ đậu khác, đậu rồng cũng chứa trong mình hàm lượng protein rất cao và có thể thay thế cho protein từ động vật. Đây là thực phẩm tốt cho người ăn chay và phòng tránh hiệu quả bệnh suy dinh dưỡng. Và công dụng tiếp theo rất tuyệt vời của đậu rồng đó là giúp hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày. Đậu rồng mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, rất ít người biết rằng đậu rồng còn là một phương thuốc giúp chữa trị chứng đau dạ dày cực kỳ hiệu nghiệm. Nếu răng bạn còn khỏe, hãy đem hạt đậu rồng già rang với muối cho vàng thơm. Sáng sớm vào lúc bụng còn đói, hãy nhai khoảng 10 đến 12 hạt. Nếu răng yếu, ta nên xay nhuyễn, nhai một muỗng cà phê bột đó mỗi sáng và nhai 20 lần rồi mới nuốt từ từ. Sử dụng phương pháp này liên tục trong khoảng 15 ngày thì sẽ khỏi bệnh. Đối với người bị nặng thì cần dùng trong thời gian lâu hơn. Đậu rồng là một loại thực phẩm có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Không cần chế biến rườm rà, bạn có thể ăn sống đậu rồng, luộc hoặc xào để ăn là có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị cũng như nhận về những lợi ích cho sức khỏe của mình. Hy vọng video này có ích cho bạn. Nếu thấy hay và hữu ích, bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.